Thì Phạm Thiên á là những vị trời mà sau khi khi ở cõi người đó, các vị đó chứng đắc các cái tầng thiền, và khi mệnh chung á không có bị hoại thiền thì các vị đó về cái cõi Phạm Thiên. Và chính bởi vì như vậy chúng ta gọi các vị đó là các vị Phạm Thiên. Còn người Chiêm Thiên á là các vị thiên tử, tức là các vị trời mà tạo nhiều công đức ở cõi dục mà không có chứng thiền. Chính bởi vì như vậy khi mệnh chung các vị đó sẽ về các cái tầng trời dục giới tùy theo cái phước của vị đó. Còn cái lý do mà gọi như vậy thì đó là cái danh chế định thôi. Giống như bây giờ quý vị hỏi tại sao trái sầu riêng gọi là sầu riêng mà trái cam gọi là cam, thì nó là cái danh chế định, tức là thiên hạ họ quy định như vậy thì chúng ta gọi như vậy thôi, không có vấn đề gì hết. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.